Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Điều đầu tiên là chúng tôi gửi lời cảm ơn với những đồng nghiệp của chúng tôi và nhiều cộng đồng khắp nơi đã gửi email, đã gửi điện thoại để chia sẻ cùng chúng tôi cuộc phỏng vấn với cựu đại tá Vũ Văn Lộc, tức là Văn Sao Chỉ, về bài nói chuyện mới nhất của ông với đề tài là cuốn phim Terror in Little Saigon. Mà nhà văn Giao Chỉ cho là dở và đầu voi đuôi chuột. Và như quý vị cũng biết là song song hệ thống truyền hình PBS đã phát hình cái cuộc phóng sự điều tra Terror in Little Saigon, thì cùng lúc đó các hệ thống truyền thông Việt ngữ khắp nơi cũng khai thác một khía cạnh khác là những người trong cuộc được đề cập đến trong bộ phim này nghĩ gì, phản ứng gì. Và trong lúc giữa hai chiều truyền thông Mỹ và Việt đi song hành với nhau, hai cái nhìn khác nhau, nhiều chỗ đứng khác nhau, thì dư luận cộng đồng vẫn rất xôn xao. Như chúng ta thưa quý vị, sau cuộc phỏng vấn với cựu đại tá Vũ Văn Lộc, tức là Văn Giao Chỉ, chúng tôi sẽ gặp đại diện của Đảng Việt Tân và chúng tôi sẽ gặp một số các hội đoàn trong cộng đồng người Việt và cuối cùng sẽ gặp nhân vật chính A.C. Thompson, ký giả chính của cái bộ phóng sự điều tra Terror in Little Saigon. Sáng nay trong cuộc điện đàm với chúng tôi và ký giả A.C. Thompson của PBS, thì ông đã chính thức nhận lời có mặt trên hệ thống truyền thông Calgary vào lúc 11 giờ sáng thứ hai tuần tới. Quý vị sẽ có dịp nghe cuộc phỏng vấn từ nhiều phía. Đó là cái ưu tiên, đó là cái ưu việt, cái đẹp của truyền thông tự do, truyền thông của một quốc gia dân chủ. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các hệ thống của chúng tôi và những phóng sự nói trên. Ngày hôm nay đúng theo lịch trình, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị và rất hân hạnh được tiếp đón ông Lý Thế Hùng, Tổng Bí thư Việt Nam Kênh Tân Cách Mạng Đảng mà chúng ta quen gọi là Việt Tân. Chúng tôi hân hạnh xin gửi đến lời chào đến quý vị và xin giới thiệu quý vị ông Lý Thế Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Xin chào anh. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời anh gửi lời chào đến quý vị. Xin kính chào quý vị khán thính giả của truyền Việt Nam thuộc hệ thống Cali Today. Chúng tôi rất là vui được sự cho phép của anh Nguyễn Xuân Nam để đến đây học duyệt cùng quý vị liên quan một cuộc phim mà tôi nghĩ rằng là giống như anh Nguyễn Xuân Nam vừa đề cập, là tạo một cái sự xôn xao trong cộng đồng qua cái thiền phóng sự mà gọi là khủng bố tại Little Saigon. Nó đã làm, theo tôi nghĩ, nó cũng ít nhiều đã làm hoang ố đi cái danh từ Little Saigon mà chúng ta đã từng âu yếm, từng tranh đấu để có được sự hiện diện tại Hoa Kỳ. Thì hy vọng là trong cái buổi nói chuyện này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số những cái quan điểm, một số suy nghĩ của chúng tôi liên quan về bộ phim này. Xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị có thể cảm thấy có mất cái connection cho đây không? Bởi vì trong bộ phim đó nói là mặt trận, mà chúng tôi lại mời cái ông Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Vậy thì ông Lý Thùng đầu tiên có thể nói rằng, có thể cho quý vị biết là cái mối quan hệ giữa ông và mặt trận như thế nào, ông và mặt trận năm mấy và vai trò của ông từ mặt trận đến Việt Tân, thưa anh. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Thì thưa quý vị, mặt trận được chính thức thành lập trên nguyên tắc nó là 1980, nhưng mà bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm 1982, sau khi mà công bố bản cương lĩnh chính trị trong một cái chiến khu tại vùng biên giới Thái-Lào. Và sau khi mặt trận đã chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 82 thì bắt đầu xây dựng cơ sở ở tại hải ngoại qua một cái gọi là tổng vụ hải ngoại do cố đại tá Phạm Văn Liễu là cái người chịu trách nhiệm để điều hành. Thì song song cũng lúc đó đó thì mặt trận cũng phát triển hạ tầng cơ sở ở trong nước cũng như xây dựng khu chiến để mà đào tạo huấn luyện cán bộ. Thì đến tháng 9 năm 1982, những người lãnh đạo của mặt trận nhìn thấy rằng là để xây dựng một hạ tầng cơ sở cán bộ có thể đi đường dài thì cần một cái tổ chức cách mạng để làm sao đào tạo để mà có thể vừa tiến hành cuộc đấu tranh vừa có thể chuẩn bị để điều kiện để xây dựng đất nước trong tương lai. Thì tháng 9 năm 1982, Đảng Việt Tân, tức là Việt Nam Kênh Tân Cách Mạng Đảng được thành lập vào trong lúc đó. Cho nên có thể nói là mặt trận với Đảng Việt Tân ra đời song song trong cái thời điểm của thập niên đầu năm 80. Nhưng mà lúc đó Đảng Việt Tân vẫn hoạt động ở trong bóng tối, tức là bí mật, và tất cả những hoạt động bề nổi đó thì của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Cách mạng Việt Nam. Thì cá nhân chúng tôi đó thì lúc trước ở bên Nhật, chúng tôi tham gia tổ chức Người Việt Tự Do. Và tổ chức Người Việt Tự Do là một trong ba tổ chức đã tham gia để thành lập
mặt trận từ hải ngoại cũng như một số những tổ chức trong nước. Và chúng tôi cũng từ đó đã chính thức tham gia mặt trận và hoạt động công khai cho mặt trận từ năm 1982 cho đến bây giờ. Cho nên vì lý do như vậy, ông Lý Thế Hùng có thể nói trong cái phương diện vừa mặt trận và vừa Việt Tân. Cho nên khi chúng tôi mời đúng người và sẽ là đúng người thưa chuyện quý vị về đúng cái đề tài. Thưa ông Hùng, thì vào buổi tối ngày 3 tháng 11, đài PBS của Hoa Kỳ đã đưa lên trên đằng sóng phát bình và sau đó lặp lại nhiều lần chiếu lại bộ phóng sự điều tra dưới cái tên là Terror in Little Saigon. Vậy trước đó ông biết cái giới thiệu của phim này, ông nghe nói về bộ phim này, ông được ai tiếp xúc về phim này trước đó bao lâu thưa ông? Thưa anh Nam, thì chúng tôi được biết cái giả A.C. Thompson cũng như những người liên hệ thực hiện cuộc phim này đó, thì bắt đầu từ khoảng tháng 3 năm 2015, khi một số những người liên hệ này có liên hệ với một số anh em đảng viên Việt Tân ở tại Houston, tại California. Và lúc đó đó thì họ nói rằng họ muốn điều tra, muốn nghiên cứu về cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt sau 40 năm và những hình thái sinh hoạt như thế nào. Chứ họ không nói rõ nhiều về cái vấn đề mà những nhà báo bị giết chết. Đến gần cỡ khoảng chừng một tháng trở lại đây, thì trước khi phim chiếu đó thì họ mới đề cập về cái chuyện là liên quan về cái chết của một số người và mặt trận có liên hệ gì hay không. Thì chúng tôi được biết trong cái tinh thần như vậy. Và khi họ liên lạc, cá nhân tôi đó thì không được liên lạc, nhưng mà một số những chiến hữu của tôi được liên lạc. Nhưng mà sau khi mà trao đổi, nói chuyện với họ đó, thì chúng tôi không có đồng ý lên phỏng vấn, là bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy cái động lực và thực hiện của phim này, cũng như là những cái cách họ làm đó, nó không phải là điều tra để làm soi sáng vấn đề, mà những cái sự phỏng vấn này là nhằm để mục tiêu là phục vụ cho cái mục tiêu mà chắc quý vị cũng đã nhìn thấy qua nội dung của phim. Đó là những cái cáo buộc mà nó không có bằng chứng, và họ đã dùng cái danh từ tức là khủng bố Little Sài Gòn để tạo một cái sự xào xáo và tạo một hình ảnh sai lệch một cộng đồng. Và chính vì những yếu tố đó mà chúng tôi đã từ chối không tham gia cái cuộc phỏng vấn của họ, thưa anh. Cảm ơn anh. Và sau khi mà bộ phim đã chiếu đêm 3 tháng 11, sau khi xem xong bộ phim đó, thì anh có cái nhận định như thế nào về bộ phim này thưa em? Chúng tôi cũng như là nhiều anh em đã xem cuộc phim này, cá nhân tôi đã xem 2 lần. Và chúng tôi đã kết luận là cái việc mà chúng tôi quyết định không tham gia cái cuộc phỏng vấn của nhóm phóng viên này, nó là điều chính đáng. Và cái điều thứ hai, sau khi xem cuộc phim này, thì quả thật họ nói về điều tra về sự khủng bố Little Sài Gòn, và họ đã cáo buộc mặt trận liên hệ trong cái vụ mà giết 5 ký giả, nhưng mà họ không đưa ra cái điều này gì cả. Thì qua cái nội dung và qua cái chuyện xem này đó, thì tôi mới nhìn thấy rõ là nó có 2 vấn đề ở trong cuộc phim này. Vấn đề thứ nhất là cái sự cáo buộc của họ đối với mặt trận liên quan về 5 cái chết của một số những người ký giả từ năm 1981 đến năm 1991. Và cái vấn đề thứ hai tôi nhìn thấy qua cái cuộc phim này, nó đã xúc phạm đến cái danh dự, đến cái hoài bão của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt là họ đã bể cong cái nỗ lực đấu tranh tự do dân chủ của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Và họ bôi bác những cái hình ảnh diễn hành, kể cả một số những sinh hoạt của cựu quân dân lực Nam Cộng Hòa. Và họ cho thấy rằng là những người này là những người vẫn tiếp tục tiến hành cái cuộc chiến tranh ở tại Hoa Kỳ. Và đây nó là sự bể cong. Và tôi cho rằng đây là cái sự xúc phạm cộng đồng trong cái cuộc phim này. Cho nên thưa anh, sau khi mà xem cuộc phim thì tôi nhìn thấy nó có 2 vấn đề. Vấn đề của mặt trận và vấn đề của cộng đồng, thưa anh. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, trong cái bộ phim này họ nói đến nhiều cái vấn đề ám sát. Trong đó họ có nói đến một số tổ chức, mà có một cái tổ chức mà cho rằng mang cái tên là K9, là K9, là cái tổ chức ám sát bí mật do mặt trận chủ trương. Anh là người tham dự mặt trận ở mức độ những cái cán bộ cao cấp của mặt trận từ những ngày đầu đến bây giờ này, thì
anh có biết gì về tổ chức cây chính này không? Và câu thứ hai là mặt trận có phải là người ra lệnh cho cây chính để ám sát các ký giả không? Thưa anh, thì trong mặt trận, đặc biệt là tại Tổng vụ Hải ngoại, lúc mà bắt đầu xây dựng cơ sở để hoạt động vào năm 1982 đó, thì các cơ sở phát triển ở tại Hoa Kỳ, tại Gia Rã Đài, tại Úc Châu, Âu Châu, Á Châu v.v. thì lúc đó mới chỉ phân ranh ra những cái khu vực để mà coi như là điều hành. Thì Hoa Kỳ gọi là khu bộ Hoa Kỳ, rồi Gia Rã Đài thì khu bộ Gia Rã Đài, rồi Úc Châu thì gọi là khu bộ Úc Châu, rồi với Tây Âu thì gọi là khu bộ Tây Âu. Thì để cho dễ nhớ đó, thì Đại tá Phạm Văn Liễu mới đề nghị là lấy cái ký số khu, tức là viết tắt là K, và Hoa Kỳ gọi là K1, tức là khu bộ Hoa Kỳ, K2 là khu bộ Âu Châu, khu bộ Gia Rã Đài, Úc Châu là khu bộ K3, v.v. Thì đó tất cả là 8 khu bộ, tức là K1 cho đến K8, Nam Mỹ là K8. Nhưng mà những đoàn viên hoạt động ở những cái khu vực đó thì họ cơ sở hạ tầng. Nhưng mà trong đó nó cũng có những cái người gọi là đạo cao đức trọng, hay là những cái người mà họ ở những thành phố quá xa xôi, không có cái điều kiện sinh hoạt ở hạ tầng cơ sở được, chi bộ được đó. Thì không biết bây giờ để họ đâu thì mới đưa vô một cái gọi là cái khu bộ, và lúc đó nó trực thuộc sự điều hành của văn phòng tổng vụ trưởng. Thì lúc đó mới gọi là tức là gọi là khu bộ chính, tức là khu bộ của những cái người mà không có thể có điều kiện sinh hoạt cơ sở được, là bởi vì ở một cái địa phương nó hẻo lánh, nó quá xa. Mà anh cũng biết là thập niên 1980 người Việt mình có ít lắm, cho nên chính vì lý do đó mà nó mới có cái gọi là cái khu bộ K9. Ví dụ tôi đơn cử trường hợp có một số người đã tham gia trong khu gọi như là K9 mà tôi được biết thời của ông Liễu cho biết đó, ví dụ như là giáo sư Cao Thế Dung, hay là nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, hay là trung tướng Phạm Quốc Thùng ở tại Bọc Linh chẳng hạn. Như vậy thì những cái người mà họ không thể nào sinh hoạt cơ sở được thì mới đưa vào trong cái tổ chức gọi là K9. Cho nên bình thường ra đó K9 nó là một cái đơn vị thôi, và nó không phải là một cái gì ghê gớm. Và mặt trận không bao giờ có cái việc gọi là chỉ thị một cái tổ chức hay một cái nhóm nào đó để làm cái chuyện coi như là khủng bố hay là ám sát này kia. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được xác nhận quý vị là không bao giờ có một cái chỉ thị lập ra một cái nhóm hay một tổ để làm cái chuyện ám sát, tổ chức nghĩa là giết người. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì chắc chắn trong 30 năm vừa qua, dưới cái sự hệ thống điều tra của Hoa Kỳ đó, thì những người nào đã bị coi như kết án hay là bị tù tội rồi. Mà trong 30 mấy năm vừa qua hoàn toàn không có một ai bị liên hệ trong vấn đề tù tội. Thì đó là điều mà tôi muốn được chia sẻ với anh Nam như vậy. Cái điều anh Hùng vừa nói đó, nó có trái đi so một cái số cái lời khai mà chúng tôi đọc được trong nguyên văn của nhà báo Thompson. Nhà báo Thompson trong cái bài viết 34 trang theo bản trang in chúng tôi đã nhiều lần nói, ít nhất là trong 6 trang đầu, nói liên tiếp là từ những điều tra của FBI đã dẫn đến niềm tin rằng các việc giết người là do mặt trận. Và một cái đoạn phim trong bộ phim Karen Sài Gòn có người giấu mặt, nhưng ông không khẳng định, cho rằng cựu đoàn viên Việt Tân, cựu đoàn viên của mặt trận đã khẳng định rằng chính K9. Và trong cái bộ phim đó cũng nhiều lần nhắc đến lời khai của một số cựu đoàn viên cho rằng chính mặt trận ra lệnh. Thì nguồn tin từ cái điều tra qua văn bản mà vừa được giải mật, và cái nguồn tin từ những cựu đoàn viên mặt trận đã tiết lộ là mặt trận và K9 là chính là liên quan đến cái chết đó. Bây giờ dưới cái nhìn của anh như vậy thì anh nghĩ gì về những cái lời khai trên? Thưa anh, như là cái đặc biệt, xin lỗi anh, đặc biệt những lời khai của cựu đoàn viên mặt trận và cái điều tra của lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thưa anh, đây nó là một trong cái điều ác ý của phóng viên AC Thompson. Và ông đã viết những cái điều có thể nói là do một cái sự suy nghĩ, mà theo tôi đó là một cái sự suy nghĩ sai lạc. Cũng trong cái tài liệu của ông AC Thompson, phía bên FBI, tức là cơ quan điều tra liên bang của Hoa Kỳ, đã xác nhận là họ bỏ ra 15 năm trời để điều tra về những cái vụ mà các ký giả Việt Nam hay là các nhà báo Việt Nam bị giết chết.
Nhưng mà sau 15 năm họ điều tra, họ không có đủ cái bằng chứng để truy tố lại. Thì anh nhìn thấy rằng là làm sao khi không đủ bằng chứng để truy tố ai, thì cái việc mà ông Thompson đã kết luận rằng là mặt trận là cái tổ chức coi như ám sát này kia đó, đó là một cái sự kết luận vô cùng nghe là vô lý phi lý. Cơ quan điều tra họ làm 15 năm không có chứng cứ. Ông A.C. Thompson mới nghiên cứu, mới điều tra và dựa trên những cái câu như là cái vu cáo hoặc là điều coi như là đồn đại để rồi kết luận như vậy, thì anh ta thấy rằng đó là một sự ác ý. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cũng trong đoạn phim, để chứng minh cho cái điều coi như là ác ý của mình rồi đó, ông A.C. Thompson đã nêu ra năm gọi là năm cựu đoàn viên mặt trận hay là năm người gọi là liên hệ với mặt trận đã khai liên quan về K9 hay này kia vâng, thì năm người ra như thế nào. Cái người thứ nhất thì ông nói là người đi giấu tên, tức là vô danh. Thì khi mà khai một cái chuyện mà giết người mà ẩn danh mà giấu danh như vậy đó, thì chúng ta có tin tưởng được hay không? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, cái người thứ hai là ông Trần Văn Bé Tư. Ông Trần Văn Bé Tư xuất hiện ở trên cùng phim, nhưng ông đã nói rằng mà ông Trần Văn Bé Tư là một cái người có tham gia mặt trận vào năm 1982, nhưng mà với một cái cá tính khá cực đoan và thích tranh cãi, nó không phù hợp trong sinh hoạt của mặt trận, và ông đã rời mặt trận vào năm 1983 hay là đầu năm 84 gì đó. Tức là không còn liên hệ trên mặt trận suốt trong giai đoạn đó. Và cái việc người thứ ba là ông Nguyễn Anh Khoa, là một cái người ở tại Auckland. Khi mà hỏi ông rằng là có biết anh K9 không, thì ông trả lời là không. Nhưng mà trong đoạn phim đó không có dịch ra tiếng Anh. Thì anh nhìn thấy rằng là nó có một sự cố ý. Và ông Nguyễn Anh Khoa này cho đến giờ này đó, chúng tôi không biết là ông là tham gia mặt trận vào lúc nào. Hoàn toàn không có hồ sơ, không có liên hệ gì cả. Còn hai người còn lại, cái người thứ tư và người thứ năm đó là ông Nguyễn Xuân Nghĩa và một người ở tại Houston đó là Johnny Nguyễn. Thì hai người xác nhận là họ không hề biết gì K9 hay là nhóm sát nhân. Thì thưa anh, năm cái người mà ông A.C. Thompson đưa ra giống như bằng chứng là những người liên hệ của mặt trận đã xác nhận đó, hoàn toàn không tìm ra một chứng cứ gì. Không có một bằng chứng gì. Thì rõ ràng đây nó là một sự ác ý. Câu hỏi được đặt ra ngay cái câu trả lời của anh. Yeah. Vì sao A.C. Thompson, một cái gia Mỹ, lại ác ý như anh nói, lại có những luận cứ vô lý như anh nói và vu cáo như vậy đối với mặt trận, đối với Việt Tân? Theo anh, cái động lực đằng sau của ác ý đây là gì và từ đâu thưa anh? Thưa anh, ông A.C. Thompson ngay từ đầu ông đã cáo buộc mặt trận nhúng tay trong cái việc giết 5 người này. Thì chúng tôi đi tìm hiểu thì ông A.C. Thompson đã bắt đầu nghiên cứu sự kiện này từ năm 2014. Và ông cũng xác nhận rằng là cái việc mà ông nghiên cứu này đã có một người Việt Nam tên là Tony Nguyễn cố vấn cho ông để xúc tiến cuộc phim này. Thì ông Tony Nguyễn mà chúng tôi tìm hiểu đó là một người Việt Nam trẻ học ở tại Berkeley. Và năm 2014, ông Tony Nguyễn này đã thành lập một tổ chức đó gọi là Việt Unity để chống lại cái quyết định của thành phố Westminster khi mà ban hành nghị quyết cấm những cán bộ cộng sản đến thành phố Westminster. Và ông Tony Nguyễn này cũng đã trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ năm 2004 về cái động lực mà tại sao ông lập cái tổ chức gọi là Việt Unity để coi như là làm sao người Việt ở tại hải ngoại tiến hành vấn đề hòa bỏ giải với cộng sản để chấm dứt hoàn thụ. Rồi qua quá trình đó, năm 2008, ông Tony Nguyễn này đã bắt đầu xúc tiến để làm một cuốn phim có tên là Enforcing Silence, đề cập về cái chết của ông Dương Trọng Lâm bị giết chết vào năm 1981. Và cuốn phim này đã được phổ biến vào năm 2011 và được sự ủng hộ của một tổ chức có tên là Veteran for Peace, mà ai cũng biết rằng đây là một cái tổ chức thân Hà Nội, tại vì họ ủng hộ với Hà Nội trong cái chuyện mà tranh đấu về cái chất độc da cam cho những cái nạn nhân ở tại Việt Nam. Và tôi được biết là cái cuộc phim mà Enforcing Silence của ông Tony Nguyễn làm này nó không có ảnh hưởng nhiều, mặc dù đề cập với cái chết của Dương Trọng Lâm không ai để ý. Và tôi nghĩ rằng là chính vì ông Dương Trọng muốn đề cập với chuyện ông Dương Trọng Lâm nhưng không thành công, thì ông Tony Nguyễn đã cố vấn cho ông A.C. Thompson để lái cái câu chuyện và tìm hiểu về 40 năm cộng đồng đó, một sinh hoạt cộng đồng đó qua cái chuyện và đi tìm hiểu những cái chết của năm cái ký giả. Và anh cũng biết rằng là ngay từ những sự cố vấn của Tony Nguyễn như vậy, và ông A.C. Thompson đã có trong đầu là những người bị giết chết này
là liên hệ đến mặt trận là bởi vì sao? Họ dựa trên một cái, theo tôi, cái sự suy luận mà theo tôi nghĩ nó rất là thiển cận. Đó là những người nhà báo này đã viết những bài báo chống mặt trận, phê phán mặt trận. Cho nên khi họ chết á, thì chắc chắn là mặt trận lại phải nhúng tay trong sự giết này. Thì đây là một cái sự kết luận nó rất là thiển cận. Và từ sự thiển cận đó đó, họ mới nói rằng là trong mặt trận phải có cái cây nai, là cái tổ chức gọi là sát dân. Và họ đưa ra một số những cái gọi diễn giải mà một số người mà như tôi vừa đề cập lúc nãy. Thì thưa anh, thì với những cái diễn tiến mà ông A.C. Thompson gặp những sự cố vấn của ông Tony Nguyễn, có những cái động cơ mà như chúng ta không biết là Dương Đồng Lâm là ai rồi. Bởi vì giết chết năm 1981 là cái năm mà mặt trận chưa thành lập, chưa ra đời. Thì anh rõ ràng anh sẽ thấy là nó có một sự ác ý trong cái khuynh hướng điều tra của họ. Và tôi nghĩ rằng là tôi nhìn thấy là cái việc làm này nó có một động lực chính trị đằng sau, thưa anh. Thưa quý vị, như chúng tôi đã từng thưa quý vị rất nhiều lần, chúng tôi tôn trọng ý kiến phát biểu của tất cả những quý vị khách mời. Nhưng mà tránh cái trường hợp giống như chúng ta đang nói về cái bộ phim nói trên. Tất cả quý vị nói trên chương trình này là ý kiến riêng của tất cả quý vị. Nhưng mà khi những người được nói nếu không đúng về mình, chúng tôi sẵn sàng mời quý vị trình bày quan điểm của mình để chúng ta bảo đảm sự công bằng từ các phía. Chúng ta tôn trọng tự do báo chí, tôn trọng cái nhân phẩm và cái sự trung thực, chính xác của tất cả mọi thông tin chúng tôi đưa ra. Cho nên quý vị, trong chương trình này sẽ đề cập đến nhiều người. Nếu quý vị cảm thấy rằng có những trường hợp không đúng với mình, chúng tôi mời quý vị lên để mà trình bày về quan điểm của mình. Trở lại chuyện, chúng tôi có nhận được một cái email của phát ngôn nhân của Việt Tân là ông Hoàng Tứ Duy, được gửi đi từ Hoa Đình Đũng. Và ông đính chính một số sai lầm của bộ phim Terror in Little Sài Gòn. Và chúng tôi cũng nhận được một cái văn bản từ một khác từ Hoàng Tứ Duy sau đó, nói yêu cầu cái đài PBS và các tổ chức liên quan, các cá nhân chịu trách nhiệm trong hệ thống truyền thông của họ rút lại cái bộ phim này. Chúng ta nói theo tiếng Mỹ là retract, là rút lại bộ phim này. Thì đến giờ này có cái phản ứng từ phía PBS chưa? Thưa anh, thì chúng tôi vừa mới gửi đi ngày 4 tháng 11, thì hôm nay được 2 ngày. Thì chúng tôi chưa nhận được cái sự trả lời từ phía PBS. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn thường thường nó cỡ khoảng một tuần lễ hay là 10 ngày để cho phía bên luật sư cũng như là những người thẩm quyền của PBS họ phải duyệt lại phim hoặc là duyệt lại sự nội dung để họ trả lời cho chúng tôi. Và chúng ta sẽ chờ đợi coi thử đài truyền của Hoa Kỳ có rút lại bộ phim này không. Và không rút lại thì dư luận lại đặt vấn đề phản ứng tiếp theo của mặt trận và Việt Tân về việc không rút lại bộ phim nói trên mà anh cho rằng không đúng về mình, là xúc phạm cộng đồng Việt Nam, là xúc phạm tổ chức mặt trận Việt Tân, thì anh sẽ làm cái gì? Tổ chức anh sẽ đối phó cái gì thưa anh? Thưa anh, thì như tôi vừa thưa lúc đầu đó, thì trong cái cuộc phim này nó có hai vấn đề. Vấn đề của đảng Việt Tân và vấn đề của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Thì liên quan về đảng Việt Tân, thì sau khi mà gửi thư và chờ đợi sự trả lời của BBS, thì chúng tôi song song cũng sẽ tham khảo ý kiến của luật sư để... từ vì vấn đề bị bôi nhọ, nghĩa là bị cáo buộc như vậy đó và liên quan vấn đề giết người nữa, cho nên chúng tôi sẽ tham khảo với luật sư để có một số những cái bước kế tiếp liên quan vấn đề cộng đồng đó. Thì thưa anh, đây nó liên hệ đến cộng đồng chúng ta rất là nhiều, là bởi vì tôi nghĩ cái cuộc phim này đó chắc chắn nó tạo một hình rất là sai lạc về những cái nỗ lực đấu tranh của cộng đồng chúng ta, đặc biệt nhất là những sự hoạt động của quý vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là cái xương sống để mà coi như giữ vững cộng đồng chúng ta trong 40 năm vừa qua. Thì những cái hình ảnh này mà khi mà được chuyển về trong nước đó, chắc chắn nó sẽ làm cho người Việt ở trong nước hiểu rất là sai lạc về cộng đồng hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ. Và kể cả những thành phần trẻ sinh ra ở đây và trong vòng khoảng chừng 30 tuổi hoặc là 35 tuổi trở lại đây đó, thì chắc chắn họ sẽ nhìn sai lạc như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cộng đồng hải ngoại sẽ phải có một cái trách nhiệm để làm sao mình phải lấy lại cái danh dự, lấy lại cái chính nghĩa đấu tranh của mình. Và cũng xin thưa với anh đó, có thể nói là cộng đồng hải ngoại chúng ta suốt trong 40 năm vừa qua mà giữ vững hoạt động như thế này, chúng ta phải cảm ơn lực lượng cựu quân nhân quân lập Nam Cộng Hòa. Chính những thành viên của các cái binh chủng, họ là những xương sống để giữ vững cộng đồng của chúng ta, không phải tại Hoa Kỳ mà tại Úc Châu, tại Âu Châu.
Và bây giờ họ dùng những hình ảnh đó, họ biết rằng là họ đã đánh vào trong cái xương sống của cộng đồng. Và khi những người hiểu lầm làm cho những người hình ảnh như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ bị suy diễn. Mà hơn nữa, cái cộng đồng Hán của chúng ta sau 40 năm vững vàng như vậy, trong thời gian trước mặt, trong vấn đề chuyển trục Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách thoát khỏi Trung Quốc, tiến gần với Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ với cộng đồng mạnh nhất là cộng đồng ở đây. Mà muốn xuất hiện ở đây, muốn vận động Hoa Kỳ đó, thì họ ít nhiều phải qua cộng đồng và qua các dân biểu. Mà cộng đồng chúng ta hiện nay trưởng thành rất là mạnh mẽ về phương diện truyền thông, về phương diện thông tin văn hóa, kể cả vấn đề chất xám. Cho nên họ dùng cái phim này mà tác động để làm tự hiểu lầm như vậy đó, thì đương nhiên nó sẽ suy diễn nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng là, theo tôi, cộng đồng hải ngoại có một phần để làm sao lên tiếng để mà ngăn chặn những sự ảnh hưởng tai hại qua cái bộ phim này. Cảm ơn anh Lý Thái Hùng. Quý vị đang lắng nghe cuộc phỏng vấn của Nguyễn Xuân Nam đối với ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, mà chúng ta quay gọi là Việt Tân. Thưa ông, chúng ta trở lại đôi chút vào vấn đề này. Ông vừa nhắc đến cái việc khai thác những cái hình ảnh sai lạc để tạo ra những suy nghĩ sai lạc, tạo ra cách hiểu sai lạc trong cộng đồng Việt Nam, đối trong nước, đối người Mỹ tại địa phương và đối với thế hệ trẻ tại hải ngoại. Thì ông có thể dẫn chứng rõ hơn trong bộ phim này những hình ảnh nào mà ông gọi là sai lạc, một vài hình ảnh tiêu biểu. Chắc là quý vị cũng nhớ, nó có hai cái hình ảnh mà khá tiêu biểu. Thứ nhất là cái bữa kỷ niệm, cái đêm dạ tiệc kỷ niệm của Thiết Giáp, Hội Thiết Giáp Hồng Thượng. Họ cho rằng là những cái bản quốc ca hoặc là bản hùng ca đó là giống như khơi dậy một cái tâm thức coi như là cực đoan chống cộng. Và thực sự ra những cái đó là những cái mà nó đã đi vào lòng của những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những cái người liên hệ ở trong những cái binh chủng đó. Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm. Cái hình ảnh thứ hai đó là cái cuộc diễn binh ở Little Sài Gòn ở miền Nam California. Họ không chiếu những cái hình ảnh tươi đẹp của những người trẻ trưởng thành cùng đồng sau 40 năm, mà họ chỉ chiếu vào những hình ảnh súng đống, rồi những hình ảnh quân phục, rồi kể cả những cái hình ảnh mà nó cho thấy, để họ chứng minh rằng đây là một sự bạo động, đây nó là một sự cực đoan giáo điều. Thì tôi cho đó những cái hình ảnh, tại vì trong cái buổi diễn hành nó có nhiều cái hình ảnh tươi đẹp của cộng đồng 40 năm trưởng thành mà họ không có chiếu, không có đề cập, thì rõ ràng là họ có một sự ẩn ý chính trị trong cái việc mà họ thực hiện cái nội dung của phim. Đó là cái điều mà tôi muốn tôi nhìn thấy. Chúng tôi đặt thưa cùng quý vị để thực hiện một cái loạt các cuộc phỏng vấn để nói về cái suy nghĩ, cái nhận định, cái phản ứng của cộng đồng Việt Nam về bộ phim The Terror in Little Sài Gòn. Chúng tôi sẽ tuần tự phỏng vấn. Quý vị sẽ tiếp tục sau cái bài nói chuyện cựu đại tá Vũ Văn Lộc tới bài chúng tôi gặp gỡ và trao đổi với ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Chúng tôi sẽ gặp liên tiếp những anh em trong cộng đồng của chúng ta để lắng nghe tiếng nói từ nhiều phía. Và cuối cùng chúng tôi sẽ gặp ông O.C. Thompson là phóng viên chính của phóng sự điều tra nói trên. Trở lại vấn đề, thưa anh, trong cái cuộn phim đó họ có nhắc đến một cái chuyện đề nghị để tái mở lại cái vụ điều tra các ký giả bị giết này. Và họ cho rằng qua những tài liệu tiết lộ, qua cái việc điều tra, họ tìm ra những cái manh mối mới. Thì anh nghĩ rằng cái chance, cái cơ hội, cái khả năng mà cái hồ sơ này được mở trở lại không thưa anh? Thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, trước tiên cái quan điểm của chúng tôi thì cái việc mà những người ký giả bị giết chết là một cái thiệt hại to lớn của cộng đồng chúng ta và đặc biệt là đối với dân tộc chúng ta, là bởi vì những người mà phục vụ về vấn đề báo chí là phục vụ cái sức mạnh tinh thần của cộng đồng. Cho nên chúng tôi ủng hộ về cái việc mà điều tra để tìm ra hung thủ. Nếu mà qua bộ phim này mà có những cái dữ kiện mới để tiến hành điều tra tìm ra hung thủ, là cái điều này nó giúp để soi sáng vấn đề. Và thứ hai nữa là nó giúp cho gia đình của nạn nhân cũng biết rõ là tại sao những người thân của mình chết. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu tiến hành cái điều này rất là rất là tốt, và nó cũng sẽ tránh đi những cái chuyện mà gọi là đồn đãi liên quan về chúng tôi cũng như là của những cái tổ chức khác. Còn riêng về tổ chức chúng tôi đó, thì thưa quý vị, chúng tôi vô can trong trường này.
chúng tôi không dính dáng gì vào chuyện về cái chuyện mà liên hệ tới các những cái người mà một cái như là ký giả bị giết chết. Tại vì nếu mà chúng tôi liên hệ chắc là giờ này chúng tôi đã không còn hoạt động, cũng như là chắc là một số anh em bị vô tù. Nếu trường hợp mà mình nghe là có cái chuyện mà coi như ra lệnh chỉ thị giống như ông AC Thompson đã cáo buộc như vậy đó. Cho nên tóm tắt lại, thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị khán thính giả, là chúng ta chờ đợi những cái dữ kiện gì mà ông AC Thompson đưa ra để giúp cho cái cơ quan điều tra để tiến hành, thì đó là cái điều chúng ta chờ đợi. Cảm ơn em. Chúng ta cũng biết rằng cái vụ này nó đang gây sự xôn xao trong cộng đồng. Trưa nay một nhóm bạn trẻ đã mời chúng tôi dùng cơm trưa, và trong đó có một bạn trẻ xác định này là qua cái bộ phim này, cái chuyện mặt trận và Việt Tân đó chỉ là cái điểm, mà cộng đồng mới là cái gì. Cộng đồng mới là cái chỗ bị thiệt hại nhất, bị tổn thương nặng nhất. Anh nghĩ gì về cái nhận định đó, thưa ông? Dạ đúng anh. Tôi nghĩ rằng là như tôi có trình bày, cộng đồng người Việt đặc biệt tại Hoa Kỳ, trong cái lúc mà chúng ta cần có cái sự ổn định, cần có sự đoàn kết để chúng ta hỗ trợ cái cuộc đấu tranh ở trong nước. Như mấy ngày vừa rồi, quý vị cũng nhìn thấy các nhà dân chủ, các tổ chức đấu tranh đã chống cái việc sự viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình, và có người đã đổ máu trước cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Đáng lý ra cộng đồng chúng ta phải dồn sức quan tâm để lên tiếng trước thế giới về cái chuyện đàn áp đó. Nhưng mà cộng đồng chúng ta đặc biệt tại Hoa Kỳ lại xôn xao về cụm phim này. Cho nên ít nhiều chúng ta đã bỏ mất đi cái cơ hội để tranh đấu cùng với những người trong nước. Và cái điều này quý vị suy cho kỹ, đây là cái điều có lợi cho công cuộc đấu tranh không, hay là có hại cho công cuộc đấu tranh? Thì khi chúng ta nhìn thấy cái hại, thấy cái động lực nào mà cái phim xuất hiện trong cái thời điểm này, khi mà Cộng sản Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn và cái phong trào dân chủ ở trong nước đang lớn mạnh. Và trong lúc mà Cộng sản Việt Nam đang cần Hoa Kỳ, thì cái Hoa Kỳ, cộng đồng chúng ta đang bị những vấn đề như vậy đó. Thì tôi nghĩ rằng là đây nó là cái câu hỏi mà giống như anh Nam nói đó, nó cái diện hay điểm ở đâu, nó là một cái sự tự trả lời của từng người để nhìn ra rằng là cái phim này nó có lợi hay có hại cho chúng ta. Cảm ơn anh. Thì anh có vừa nói một cái chữ đó, tại sao cái phim này nó ra đời trong lúc này? Anh có thể đi sâu hơn vấn đề này nữa không, thưa anh? Đương nhiên là, thưa anh, là cái cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, theo tôi, trong vòng thời gian trước mặt, nó đóng ba hay bốn cái nỗ lực mà giúp cho cái phong trào dân chủ trong nước lớn mạnh. Cái nỗ lực đầu tiên đó là cái vấn đề truyền thông. Vấn đề truyền thông ngày hôm nay, mặc dù trong nước có những điều kiện phát triển nhanh, tham gia Facebook hay là những blog, nhưng mà cái tác động truyền thông từ hải ngoại, từ cộng đồng hải ngoại vào trong nước, có thể coi là chúng ta đã đè bẹp Cộng sản Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam rất là lúng túng đối phó về vấn đề mạng truyền thông. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, cái khả năng tài chính cộng đồng hải ngoại chúng ta nó bàn bạc ở nhiều gia đình, nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà ở trong nước cần những tài chính, cần hỗ trợ đó, thì cộng đồng hải ngoại chúng ta hỗ trợ rất là nhanh chóng và đáp ứng những cái yêu cầu để làm sao họ đấu tranh. Bởi anh cũng biết là một cái người đấu tranh trong nước á, khi mà Cộng sản Việt Nam họ tìm một cách trù dập khống chế, thì cái vấn đề bảo vệ kinh tế là đầu tiên. Mà bảo vệ kinh tế nó không phải là cái người đấu tranh không, mà cả gia đình của họ. Mà ngày hôm nay những người đấu tranh vẫn tiếp tục kiên cường như vậy đó, thì nhờ những sự hỗ trợ từ hải ngoại. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta ít nhiều trong 40 năm vừa qua, chúng ta xây dựng được một cái hạ tầng coi như là cử tri của người Việt. Và chúng ta ảnh hưởng đến dân giới của Hoa Kỳ, Hạ viện, Thượng viện, kể cả cái chính phủ Hoa Kỳ, qua những cái vận động về vấn đề nhân quyền, về vấn đề dân chủ v.v. Và sau cùng điểm thứ tư, tôi nghĩ rằng là những cuộc biểu tình lớn nhỏ của cộng đồng hải ngoại chúng ta liên tục trong nhiều qua và trong thời gian sắp đến, là những nơi nào mà có cán bộ Việt Cộng, nơi nào có hoạt động Việt Cộng, chúng ta biểu tình để mà cô lập, thì chính những cái nỗ lực đó đã làm cho Cộng sản Việt Nam không thể nào bung ra hoạt động cộng đồng. Thì bây giờ họ phải tìm cách làm sao tạo cho cộng đồng chúng ta xào xáo, tạo cho cộng đồng chúng ta nghĩa là nghi ngờ hay là có một số những cái sự tiêu cực, sự nghĩ lẫn nhau đó, thì họ sẽ tiến công vào thôi. Cho nên đó là cái mà tôi nhìn thấy chúng ta cần phải sáng suốt để nhìn ra cái sự hiện diện của phim này ở trong cái bối cảnh lúc này, thưa anh. Dạ. Trong cái quý vị xem bộ phim đó, quý vị đọc cái bản mà script, bản văn toàn bộ cái nội dung được nói đến trong bộ phim này, thì quý vị sẽ thấy có một cái chữ và anh em những cái hội đoàn đấu tranh, nhưng đặc phải đấu tranh có nói chuyện với chúng tôi, là cái chữ đó khiến họ suy nghĩ nhiều.
Bởi vì cái chữ đó là cái đạo luật. Họ nhắc lại cái đạo luật mang tên là Neutrality Act, một đạo luật mà Hoa Kỳ nghiêm cấm không cho phép các công dân của Hoa Kỳ tiến hành những cuộc lật đổ các quốc gia trên thế giới ở một nước thứ ba, ở một nước nào đó. Thì là một tổ chức đấu tranh, Việt Tân hay Mặt Trận là những tổ chức đấu tranh nhằm mục đích là giải phóng đất nước, nhằm mục đích là mang lại tự do cho đất nước. Thì anh nghĩ cái đạo luật này nó có cản trở cho các sự đấu tranh của Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không, các đảng phái Việt Nam tại hải ngoại không, và nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Việt Tân như thế nào trong ngày tới, thưa anh? Thưa anh, thì trước tiên đảng Việt Tân hoạt động trải rộng ở tại Hoa Kỳ, ở tại châu Âu, châu Úc, châu, kể cả vấn đề Việt Nam, thì mặc dù chúng ta hoạt động để góp phần làm thay đổi ở đất nước Việt Nam, nhưng mà vì chúng ta hoạt động tại Hoa Kỳ hay là tại các quốc gia tự do dân chủ thì chúng ta phải hoạt động trong khuôn khổ luật pháp, tôn trọng khuôn khổ luật pháp. Cho nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ 40 năm vừa qua, không phải đảng Việt Tân không, mà những nhiều tổ chức khác hoạt động vẫn hữu hiệu để góp phần ở trong nước, là bởi vì chúng ta hoạt động trong khuôn khổ. Còn liên quan về cái đạo luật mà như anh vừa đề cập, là Hoa Kỳ cấm công dân Hoa Kỳ tham gia vào chuyện mà lật đổ một cái đoàn thể, một cái chính quyền nào đó đó, thì thực sự ra đó, ở tại Hoa Kỳ chúng ta không thể nào tham gia lật đổ được, là bởi vì cái chính quyền Cộng sản Việt Nam ở trong nước mà. Cho nên cái việc mà chấm dứt lại Cộng sản để Việt Nam có tự do dân chủ, đó là cái trách nhiệm, đó là cái nỗ lực hoạt động của những người trong nước. Còn chúng ta ở ngoài này đa phần là chúng ta góp phần hỗ trợ, cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn hoạt động ở trong cái khuôn khổ hợp pháp của cơ sở Hoa Kỳ đó, thưa anh. Như vậy có nghĩa là các đảng phái vẫn tiếp tục các hoạt động. Đừng có làm gì coi như là vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Cái chuyện vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, anh có thể nói rõ hơn chỗ này không? Nó hơi... Tức là những cái đạo luật hay là những cái điều gì mà cấm đoán, ví dụ như là giết người hay là những cái đạo luật coi như là, hay là những cái hành động gọi là luật pháp không cho phép. Còn đối với chuyện mà chấm dứt đảng Cộng sản hay là Việt Nam có tự do dân chủ, tôi nghĩ đó là một trong ba cái điều mà Hoa Kỳ cổ suý ngày hôm nay. Thưa anh, trong cái chính sách mà coi như là đối ngoại của Hoa Kỳ đó, thì họ có một số chính sách, trong đó có ba cái chân hay là ba chính sách rất là quan trọng. Thứ nhất là cổ võ về vấn đề kinh tế thị trường, giao thương giữa Hoa Kỳ với quốc gia liên hệ. Và cái thứ hai là bảo vệ cái quyền lợi của nước Mỹ hay là công dân nước Mỹ ở những quốc gia liên hệ. Và cái thứ ba là cổ suý về vấn đề dân chủ, vấn đề tự do. Đó là trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với các quốc gia, kể cả quốc gia Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta cổ suý, vận động, hỗ trợ vấn đề tự do dân chủ là Việt Nam phù hợp trong cái khuôn khổ Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ là không sao, thưa anh. Có một số việc đang bàn với về cái phim Terror in Little Sài Gòn đó, thì quý vị có liên tưởng đến giống như cái qua phim này, chính phủ Hoa Kỳ muốn gửi đến thông điệp cho các đảng phái chính trị của cộng đồng hải ngoại qua giống như trường hợp Vàng Bao, thì anh nghĩ chưa nào? Tôi nghĩ trường hợp ông Vàng Bao nó khác anh. Là trường hợp của người Việt Nam chúng ta hoàn toàn đã khác nhau. Ngày hôm nay những cái hỗ trợ của chúng ta từ hải ngoại, anh thấy đa số là những sự ủng hộ trên vấn đề tinh thần, ví dụ như là về vấn đề truyền thông, về vấn đề tài chính, hay là về vấn đề vận động chính giới. Chúng ta đâu có những cái hành động coi như là bạo động để mà mua súng mua ống, mà ngay cả những người trong nước muốn coi như là hoạt động coi như là bạo động súng ống cũng không được nữa, tại vì không có cái hoàn cảnh. Cho nên vì lý do đó mà ngay từ thành lập năm 1982 cho đến bây giờ, tướng Hoàng Cơ Minh đã chủ trương là đấu tranh vận dụng. Những cái hình ảnh mà có một vài anh kháng chiến quân mang súng, mang này kia đó, thì người ta nghĩ là Mặt Trận tiến hành một cái cuộc chiến tranh quân sự. Nhưng mà thực sự ra chúng tôi không có quan điểm như vậy, tại vì chúng ta không còn ở trong cái hoàn cảnh để tiến hành cuộc chiến tranh quân sự từ sau năm 1945. Vâng, chỗ nào mà chúng ta có để mà có chứa vũ khí đạn được, mà với một cái người mà cầm M16 hay AK-47 làm sao mà tiến hành cuộc chiến tranh quân sự với một cái guồng máy coi như là quân sự to lớn của Cộng sản Việt Nam, gọi là lúc đó là đứng hàng thứ ba thế giới. Cho nên gọi Mặt Trận đó là một cái lực lượng tiến hành quân sự đó thì nó không phải như vậy. Nhưng mà trong cái đời sống khu chiến, băng rừng băng núi, thì cái khẩu súng nó chỉ để phòng thân, để tự vệ khi mà gặp khó khăn hay là khi bị coi như là những cái thú dữ đây để tấn công và để cho bảo vệ cho mình. Chứ còn đa số cái đường lối hoạt động của Mặt Trận
vào lúc đó là chủ trương vận dụng, tức là vấn đề chính trị là chính, làm sao khai thác vận dụng cái sự căm phẫn, sự bực tức người dân, hoặc là kêu gọi người ta không cộng tác với chế độ để mà làm sao chống lại chế độ. Và cái thời điểm hiện tại bây giờ thì vì sau cái cuộc cách mạng Đông Âu vào năm 1989 thì cái danh từ gọi là đấu tranh bất bạo động nó trở thành một cái yếu tố thời thượng. Thì chúng tôi có tiếp xúc với tiến sĩ Jim Sack, là cái người mà nghiên cứu về cái đường lối đấu tranh bất bạo động ở tại Boston. Thì từ đó chúng tôi đã khai triển nhiều và chuyển những cái tài liệu cũng như là những cái thông điệp về đấu tranh bất bạo động để cho thấy là một cái tiêu là gì, để từ tay không một cái người can đảm để coi như là đấu tranh đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Trước đây anh thấy ví dụ như là cách đây khoảng 10 năm, bà con dân oan mình đó, là cứ mỗi người tự động viết cái đơn rồi lên hành chính xã tỉnh này kia là kêu gào, là nó làm ngơ thôi. Nhưng mà khi áp dụng đấu tranh bất bạo động là gì, là phải là số đông, tức là những người dân oan kết tụ lại thành từng nhóm từng đoàn, thì lúc đó mới tạo áp lực, mới đòi hỏi cái quyền lợi của mình được. Và cho đến ngày hôm nay, sau nhiều năm hoạt động, bà con dân oan bây giờ thành lập được một cái hội dân oan ba miền. Và họ lại ra mắt vào ngày 6 tháng 10 vừa rồi, rất là hay anh. Họ chọn trước cái đài truyền hình Việt Nam để họ ra mắt cái hội dân oan ba miền. Buộc có cái đài truyền hình họ phải loan tin về cái chuyện ra đời như vậy. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là cái công cuộc đấu tranh của mình nó từng bước nó chuyển biến, và trong cái tinh thần gọi là đấu tranh bất bạo động, tức là chúng ta không thể nào sử dụng bạo lực. Thưa quý vị đã nghe cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi và ông Lý Thái Hùng, Đảng Việt Tân, tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, về cái đề tài về bộ phim Terror in Little Saigon. Nhưng mà có một số tài liệu mà người ta cho rằng trước đây của mặt trận đưa ra đó là các anh có những căn cứ địa trong nước, nó khác với những điều anh nói. Thưa anh, căn cứ địa với lại cái tiến hành chiến dịch quân sự, hai cái nó khác nhau anh. Căn cứ địa là gì? Là cái nơi mà chúng tôi xây dựng một số những cái căn cứ để huấn luyện anh em. Huấn luyện là gì? Thường là một cái người mà vô trong cái căn cứ gọi là kháng chiến quân đó thì phải 6 tháng để học cái đời sống sinh hoạt ở trong rừng, ở trong cái là những cái nơi mà gọi là ẩn núp của mình đó, sống như thế nào. Và sau đó một năm thì họ học về cái đường lối đấu tranh chính trị để mà về hoạt động ở trong nước. Thì những căn cứ địa đó thì chúng ta quan điểm nó là những cái chỗ an toàn để khi mà anh em hoạt động mà bị coi như là bố ráp, bị đàn áp thì về đó để mà coi như là cư ngụ, dưỡng sức một thời gian. Từ ở nơi đó nó có nơi coi như để học tập, hoặc là nơi đó có thể là cái nơi mà chữa bệnh, bây giờ sốt rét là thường xuyên lắm anh. Chứ bây giờ tản mát hoạt động ở trong nước thì đâu có cái chỗ nào để trú ngụ được. Thì bây giờ họ sẽ về, ví dụ bị đau ốm hoặc là bị ruồng bố như vậy, họ về cái nơi đó an toàn để mà coi như là được chữa bệnh hoặc là tĩnh dưỡng. Rồi sau cái thời gian mà không bị bố ráp thì họ trở lại vấn đề hoạt động. Cho nên cái căn cứ địa hay là chiến khu mà ngày xưa chúng tôi xây dựng tại vùng biên giới Thái Lào hay là một số nơi trong Việt Nam đó, hoàn toàn nó là cái mục tiêu để mà coi như là bảo vệ an toàn cho anh em trong cái tiến trình hoạt động, chứ không phải là những cái nơi để gọi là thành một cái nơi coi như là súng đạn để mà coi như tấn công hay là chiến đấu. Đó, bởi vì anh nên nhớ là không thể nào tiến hành cuộc chiến tranh khi mà chúng ta không có cái gì trong tay, không có một quốc gia nào yểm trợ và không có tiền bạc. Thì với những cái vũ khí ví dụ M16 AK-47 thì làm sao mà chiến đấu để tiến hành cuộc chiến tranh được. Cho nên tôi muốn được chia sẻ quý vị để nhìn thấy cái chiến khu an toàn khu nó là chỉ là cái nơi an toàn để bảo vệ anh em. Thưa quý vị, chúng ta nghe chính quyền Hà Nội từ trong nước tố cáo Việt Tân là đảng khủng bố. Right. Bây giờ qua cái phim Terror in Little Saigon thì từ một đài truyền hình Mỹ vô hình chung xác nhận Việt Tân, mặt trận là đảng khủng bố. Thì có thể sau này ở trong nước họ có thể tiến hành bắt bớ, xử những người đảng viên Việt Tân hoạt động trong nước là tội khủng bố. Hay là ơn người hải ngoại cũng có cái nhìn rằng không phải chỉ Việt Cộng nói đâu, mà phim Mỹ cũng nói, mà truyền hình Mỹ cũng nói, mà điều tra, phóng sự điều tra Mỹ cũng nói như vậy nè. Thì anh nghĩ cái đó nó có tác động gì đến cái Việt Tân trong nước và ngoài thưa anh? Tôi nghĩ nó không tác động gì là thưa anh Nam. Là bởi vì cái chuyện mà anh kết án người ta là khủng bố thì nó phải có bằng chứng đi cùng, tức là người đó khủng bố thiệt sự hay không. Một số anh em đảng viên có bị bắt hay đưa ra tòa gọi là kết án khủng bố thì cái bản án đó là anh đã giết ai hay là ám sát ai. Đảng viên Việt Tân không chủ trương ám sát, giết ai cả.
thì đưa ra tòa kết án là khủng bố. Nó không có nghĩa là có hợp lý thế nào. Năm 2007 khi mà Cộng sản Việt Nam có bắt giữ khoảng chừng 4 đảng viên Việt Tân và 3 người thân hữu. Và lúc đó họ đã bắt đầu sử dụng chữ khủng bố và họ đã đưa ra tòa gọi là đây là cái bọn khủng bố. Nhưng mà cuối cùng anh biết rằng là họ xử với cái bản án gì không? Họ nói đây là án 79 là những người đã thành lập những cái tổ chức có âm mưu lật đổ chế độ. Chứ họ không nói họ không kết án khủng bố. Là bởi vì họ không có bằng chứng. Khi anh đã nói khủng bố thì anh đã khủng bố ai, giết ai, tàn sát ai. Cũng giống như hiện nay ông A.C. Thompson bỏ một tiếng đồng hồ và cả một thời gian gần mấy tháng để phỏng vấn hết người này người kia. Nó là Việt Tân, Mặt Trận là một tổ chức khủng bố mà không đưa ra một bằng chứng gì. Rồi nói rằng có 5 người cán bộ Mặt Trận nói rằng là biết K9 là khủng bố mà cũng không đưa ra bằng chứng. Mà không, như tôi vừa trình bày lúc đó không có nói ra một cái bằng chứng gì cả. Cho nên chính vì lý do tôi nghĩ rằng là khi mà cứ nói là khủng bố nhưng mà đâu phải dễ dàng là kết luận người ta khủng bố, anh có phải có bằng chứng mới được. Đó, cho nên tôi nghĩ rằng là đối với anh em đảng viên Việt Tân, tôi nghĩ không ảnh hưởng gì nhiều. Và đương nhiên, thưa anh Nam và thưa quý vị khán thính giả, thì chúng tôi hoạt động để góp phần trong cái vấn đề thay đổi đất nước. Chúng ta là những cái người mà gọi là đi đấu tranh bằng tay không, bằng cái lòng của mình, mà đối diện với một cái chế độ và tàn gian ác như chế độ Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta sẽ đối phó những cái đòn gian ác của họ rất là nhiều, kể cả vấn đề tuyên truyền, kể cả những cái chuyện mà gán ghép đủ thứ, nghĩa là tội này tội kia. Nhưng mà chúng ta phải can đảm, bình tĩnh, chúng ta tin vào cái chính nghĩa dân tộc. Chúng ta phải tin vào cái lòng dân hiện nay đang chán ghét chế độ. Thì tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ thành công, nó sẽ phải thay đổi. Chứ không thể nào chúng ta chấp nhận một cái chế độ của nhà thoái hóa lạc hậu và cứ tiếp tục cầm quyền suốt 40 năm. Nếu mà không chấm dứt chế độ này đó, thì tôi nghĩ đất nước Việt Nam chúng ta không thể ngóc đầu lên được. Cho nên tôi nghĩ là trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải chấp nhận những cái thị phi, chấp nhận sự đồng đại. Và chúng ta phải tin vào chúng ta là chúng ta không làm điều gì sai. Và cho đến ngày hôm nay, tôi có thể thưa với anh và thưa với quý khán giả là chúng tôi không làm điều gì sai. Anh chủ quan đến mức đó. Dạ. Tại vì chúng tôi, anh tin mức đó. Dạ. Chúng tôi chủ trương là góp phần cùng đấu tranh để giải phóng đất nước. Chúng tôi không làm điều gì mà sai hay là điều sát hại ai cả. Dạ. Nhưng mà để dù chúng ta nói đến cái chuyện negative của bộ phim, cái tác động xấu của bộ phim, gây ngộ nhận bộ phim, cái ác ý của bộ phim, anh đã nói. Nhưng mà trong đó có cái yếu tố nào anh nghĩ nó có thể có lợi cho Việt Tân và Mặt Trận qua bộ phim này? Thực sự ra lợi thì nó không phải là lợi, nhưng mà có cái yếu tố, có hai cái yếu tố mà chắc là anh Nam cũng như quý vị khán giả đã theo dõi, là họ nói họ muốn tìm hiểu rằng là chính phủ Hoa Kỳ có đứng đằng sau tụi này, có Mặt Trận hay là Việt Tân hay không. Và cái điều đó họ muốn đi tìm, và họ thấy dường như là có cái sự bóng dáng của chính phủ Mỹ. Và cái điều thứ hai là phỏng vấn của ông tướng Thái đã xác nhận là Mặt Trận hay là tướng Hoàng Cơ Binh đã hoạt động vùng biên giới với một lực lượng hoạt động thực sự, để cho thấy cái hình ảnh mà không phải là kháng chiến giả và kháng chiến thật chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà cái nhóm của ông A.C. Thompson thực hiện cuộc phim này, nó có thêm một cái người thứ hai nữa, đó là ông Richard Rowley, là cái người mà viết kịch bản cho cái phim Terror in Little Sài Gòn. Mà chúng tôi tìm hiểu cái ông Richard Rowley này đã năm 2013 đã từng tham gia thực hiện một cuộc phim, nó gọi là Dirty War, tức là một cuộc chiến bẩn thỉu tấn công Hoa Kỳ, đã coi như dùng những cái máy bay không người lái, tức là máy drone, để mà coi như là giết những cái người coi như là thành phần phản động Taliban ở tại Afghanistan, và đã dùng máy bay coi như là drone để nó bay vào không phận của Indonesia hay Jordan để mà theo dõi khối Hồi giáo có khích chẳng hạn. Thì cho rằng là cái việc làm chính phủ Hoa Kỳ như vậy là sai, là vi phạm luật quốc tế, và phê phán tổng thống Obama nghĩa là còn tệ hơn là phê phán đối với chúng tôi nữa. Thì với khuôn hướng của những người như vậy đó, thì họ nêu những cái vấn đề liên quan Hoa Kỳ có đứng sau chúng tôi hay không, đó là để phục vụ cho cái mục tiêu để mà chống chính phủ. Cho nên thưa anh là những cái điều gọi là tích cực hay tiêu cực này kia đó, thì thực sự tất cả họ nêu lên chỉ để phục vụ cho cái mục tiêu của cái phim họ làm, thưa anh. Chào. Nếu anh biết là chúng tôi có cuộc hẹn với A.C. Thompson vào ngày thứ hai tuần tới vào lúc 11 giờ tại phòng thu của hệ thống truyền thông Calitore. Nếu anh có điều nhắc nhở với A.C. Thompson, hay nếu anh muốn đặt A.C. Thompson một câu hỏi gì, thì anh sẽ đặt câu hỏi như thế nào?
và anh sẽ muốn nhắn nhủ điều gì thưa anh? Thưa anh Nam và thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi điều tra theo dõi về cái việc làm của ông A.C. Thompson này đó, và tôi biết rằng là ông đã có một cái chủ đích làm cuộc phim này để mà cáo buộc mặt trận là cái nhúng tay trong cái chuyện mà sát hại năm nhà báo. Cho nên bây giờ đặt câu hỏi hay điều gì kia đó, tôi nghĩ đối với chúng tôi là cũng vô ích, là bởi vì trong đầu họ đã có cái thành kiến, đã có như vậy rồi. Và cái chuyện thành kiến này nó không có chỉ mặt trận không, mà cả cộng đồng chúng ta. Cho nên riêng cương vị của tôi đó thì thưa cảm ơn anh Nam rất là nhiều, nhưng mà với phương diện nhà báo đó thì tôi nghĩ anh Nam nên đặt nhiều câu hỏi để soi sáng vấn đề liên quan về mặt trận và những cái bằng chứng này kia, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi đó thì tôi không có cái gì để chia sẻ. Thưa quý vị, có một số anh em chúng tôi khi nói chuyện này họ ví von cái câu chuyện này giống như công án Thiền Tông vậy, có nghĩa rằng mặt trận và Việt Tân sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Nói như trong trận đấu thể thao vậy, thì A.C. Thompson đã sút quả bóng từ cái chấm phạt đền 11m, và thủ môn là mặt trận và Việt Tân sẽ phá quả bóng này như thế nào. Dư luận đang chờ đợi cái phản ứng kế tiếp nếu đài truyền hình PBS không rút lại bộ phim này, không có lời xin lỗi, thì mặt trận sẽ giải quyết như thế nào? Câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Chắc chắn câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Và các cộng đồng của chúng ta, các hội đoàn khác, các đoàn thể khác như Hội Thiết Giáp Kỵ Binh hay là tổ chức Little Sài Gòn, thấy họ dùng chữ Little Sài Gòn trong cái bối cảnh này, có chừng nó không giống như cái mục tiêu và cái chủ trương của nhóm Little Sài Gòn. Vậy họ phản ứng như thế nào? Tất cả còn những dấu hỏi rất lớn. Và chắc chắn câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến quý vị những cuộc phỏng vấn, những phóng sự trên hệ thống truyền thông Kali Today. Trước khi chia tay quý vị, không biết là anh có điều gì tâm sự với đồng hương, với tất cả khán giả xa gần thưa anh? Cảm ơn anh Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả, trong cái đoạn chót anh Nam có nói là ông A.C. Thompson đã xuất quả banh vào cho thủ môn là Việt Tân hay mặt trận phải giải quyết. Thì đúng, cái vấn đề mà cái cụ phim Terror in Little Sài Gòn nó là một cái vấn đề cho đảng Việt Tân mà chúng tôi phải giải quyết. Thế nhưng mà thưa quý vị, đây nó không phải là tất cả. Đây là chỉ cái vấn đề nhỏ. Chúng tôi nghĩ đây là một vấn đề nhỏ mà chúng tôi sẽ giải quyết được. Cái vấn đề lớn của chúng ta là gì? Đó là vấn đề đất nước. Việt Nam phải làm sao có tự do dân chủ. Cái lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải đi chỗ khác chơi để có những người thực tâm với tiền đồ dân tộc để mà đưa đất nước chúng ta sớm có những ngóc đầu cùng với nhân loại. Tôi cho đó mới là vấn đề lớn. Đó là vấn đề mà chúng ta bằng tâm phải tập trung suy nghĩ để cùng giải quyết làm sao sớm chấm dứt đất nước Cộng sản Việt Nam. Và cái nỗ lực của chúng tôi cũng là tất cả dồn nhiều vào cái hướng đó để sớm đất nước thay đổi. Còn cái chuyện A.C. Thompson hay là cái phim mà Terror in Little Sài Gòn là cái chuyện chúng ta phải giải quyết. Tại vì thưa quý vị, là dù chúng ta có giải quyết cái chuyện Terror in Little Sài Gòn xong á, nó cũng sẽ có một cái Terror in Little Sài Gòn 2, 3, 4, nó sẽ xảy ra, là bởi vì ngày nào mà chúng ta chưa chấm dứt được ách độc tài cộng sản, chúng ta chưa chấm dứt được cái chế độ độc tài này đó, chúng ta còn phải đối phó rất nhiều khó khăn mà từ những cái bàn tay của chế độ đằng sau họ sẽ tìm một cách khuôn lót gây khó khăn chúng ta rất là nhiều. Cho nên trong cái tinh thần đó, chúng tôi rất mong quý vị bình tĩnh, hỗ trợ cho chúng tôi để làm sao chúng ta cùng vượt qua những khó khăn này, và cái đích sau cùng chúng ta đó làm sao đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ để dân tộc chúng ta có được cái điều kiện để mà canh tân xây dựng đất nước. Chứ thực sự thưa quý vị, sau gần 20 năm tham gia cái khối ASEAN, Việt Nam càng ngày càng tụt hậu, và so với tiềm lực kinh tế là chúng ta thua cả Campuchia và Lào và Miến Điện. Tức là Việt Nam khi mà tham gia ASEAN đứng hàng thứ năm, anh, tức là hơn cả Miến Điện, Lào, Campuchia, bây giờ chúng ta tụt xuống hàng thứ 10. Thì rõ ràng quý vị nhìn thấy cái thảm kịch đất nước chúng ta dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, nó là cái nguy kịch mà chúng ta phải dùng nỗ lực giải quyết. Thì đó là cái điều tâm sự muốn chia sẻ thưa anh ạ. Dạ, cảm ơn anh Lý Thế Hùng. Thưa quý vị, chúng tôi xin kính chào quý vị nữa đây. Và như chúng tôi thưa quý vị đó, là còn nhiều cuộc phỏng vấn,
còn nhiều cái phóng sự khác liên quan vấn đề này. Chúng tôi mời quý vị theo dõi trên làn sóng Cali Today. Xin cảm ơn quý vị và không quên cảm ơn Lý Thế Hùng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh trong chương trình tới. Xin chào anh.